喂喂喂，喂，小小妈咪来翻，我弄你了。 Để bắt đầu, bạn rửa tay đi. Và bây giờ chúng ta còn 5 giai đoạn. Cắt đậu hũ ra từng lát. Hoan hô! Tách các lá xà lách ra. Hoan hô! Loại bỏ vết dơ đi. Hoan hô! Lột ruộng cà rốt nhá. Hoan hô! Lột vỏ cà rốt nha. Hoan hô! Để các vật liệu trong. Trong bánh. Hoan hô! Và bây giờ chúng ta ăn trang miệng nhé. Cắt chuối đi. Hoan hô! Đừng để chuối bị cháy. Hoan hô! Hello. Xin mời, xin mời.